cảnh các bác qua Zalo cho em nhé. Qua Zalo số điện thoại cây mộc hương ta hoa vàng giống ạ. Mộc hương ta hoa vàng giống nhá anh. Bạn ở đâu vậy? Em ở Văn Giang Hưng Yên ạ. Em ở Văn Giang Hưng Yên nhé các bác nhá. Em bán từ 50 cây các bác ơi. Lấy 5 cây em không bán đâu ạ. 5 cây cái này nó em không bán đâu vì nó lợi nhuận nó đâu được bao tiền đâu. À, giá 15k một cây ạ. Giá 15k các bác xem like các bác thả tim cho em đi ạ. À, có 67 người đang xem. Có 67 người đang xem mà bây giờ mới có 279 lượt thích. Mọi người thả tim thả like cho em đi. Bác là em cảm ơn bác Thị bác Thị Ngô 64 đã follow em. Bác nào chưa follow em thì các bác follow em đi ạ. Bác nào chưa follow nhà em chuyên hoa cây cảnh các loại nhá. Bác nào chưa follow, chưa thả tim là các bác follow thả tim cho em đi. Em bán 15k một cây, nhận đơn ship từ 50 cây nhá. Bác nào chưa follow em thì các bác follow em đi ạ, bởi vì em chuyên về hoa cây cảnh. Em có ship Thanh Hóa nha anh nhá. Em có ship Thanh Hóa, em ship toàn quốc ạ. Bác nào mà muốn có nhu cầu làm nông nghiệp, bác nào quan tâm đến nông nghiệp thì các bác follow em ạ. Em chuyên hoa cây cảnh các loại và nhận tư vấn cho các bác xem trồng cây gì và nuôi con gì. Các bác nào chưa follow em thì đây cây mộc hương này anh ơi. Cây mộc hương này anh ơi, cây mộc hương em đang quay là cây mộc hương đây ạ. Mộc hương ta hoa vàng ạ, mộc hương ta hoa vàng ạ, hoa màu vàng nhạt nhá. Mộc hương ta hoa vàng hàng này em đang xỉ là 15k một cây, cho đơn từ 100 cây. Cho đơn từ 50 cây là em nhận ship nhá, từ 50 cây, cho đơn từ 50 cây. Nhận ship từ 50 cây giá 15k nhá. Mộc hương ta hoa vàng ạ, mộc hương ta hoa vàng. Rồi ạ. Đấy, cây nó chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Có bán tùng giống không? Em có tùng giống nhá. Em có tùng giống. Tùng giống nhưng mà nó là giống nó cũng khá là to đấy. Có cái hàng to to chơi choai ấy ạ. Em có cái tùng hàng chơi choai ạ. Cây gì trồng nhanh giàu? Có chanh tứ quý không bạn? Chanh tứ quý giống ạ. Chanh tứ quý giống có nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. 0969 162 214 giúp em nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng này em bán là 15k một cây. Mộc hương to em có, mộc hương to em có nhiều mà. Bác nào vừa từ sáng em quay mộc à từ vừa từ hôm qua em quay mộc hương to đấy. Ai quan tâm mộc hương thì qua Zalo em đi. Qua Zalo số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Hoặc là qua trang góp nhà cắt đá nhá. Mà các bạn có thể nhấn vào đường link ở cái phần địa chỉ liên hệ của đường link là để dẫn vào trang cửa hàng của em ở trên Facebook ấy. Là trang góp nhà cắt đá trên Facebook nhá. Đấy. Bác nào mua thì qua Zalo cho em, qua Zalo hoặc là nhấn vào đường link của trang ấy theo dõi trang. Em bán đồng giá là 15k một cây. 15k một cây cho đơn từ 100 cây này. Bác nào chốt đơn thì inbox vào Zalo cho em ạ. Có chè hoa vàng bán không? Em không có chè hoa vàng anh ơi. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Mộc hương ta hoa vàng hàng cây giống ạ. Em xin phép em tân like nhá. Em xin phép em tân like. Bây giờ em sang bên trang em like một bài bên trang bởi vì từ sáng giờ em chưa like gì bên trang rồi. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhá. Bác nào quan tâm thì alo cho em ạ. Nhà em có rất nhiều luôn. Hàng nhà em là hàng dâm ủ kỹ rồi, đã ra dễ dàng rồi. Mọi người đảm bao sống cho mọi người nhá. Bao sống, bao cây khỏe, cây đẹp ạ. Bác nào quan tâm thì qua Zalo giúp em nhá. Em xin phép em tắt like đây. Trang góp nhặt cắt đá nhá. Trang tên cũng là góp nhặt cắt đá, phần địa chỉ liên hệ ấy ạ. Phần địa chỉ liên hệ là góp nhặt cắt đá nhá. Hoặc là anh qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Hoặc qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Em xin phép em tắt like nhá. Tạm biệt mọi người.